kiểm tra cái cốt lâu ngày mòn lọt, nó giống như nó vậy nè, xong rồi nó quát á, cái thay vì nó bự vậy vậy nó mòn lại nó vậy nè, đâm ra nó đập nhẹ thì thôi, ít quần áo thì thôi, quần áo nhiều là nó đập xong rồi nó giục qua giục lại.